Hiện tại trên màn hình của chúng ta với màn hình của Rewind đang là một con Lucian cầm nước mắt có sẵn. Có thể sẽ là một bài reroll Lucian, thậm chí có thêm Camille ngoại đạo ở đây. Những con tướng ra song song cũng đang tỏ ra là thích hợp. Thứ nhất, bạn có thể đánh Lucian theo hướng ngoại đạo, hoặc là bạn đánh Lucian theo hướng siêu nhân. Thì câu chuyện nó đều tỏ ra là vô cùng thích hợp. Hoặc đem tạm bằng form biệt đội vô cực rồi sau đấy xoay tuyết tuyệt phết thì sao? Với bây giờ cảm giác là cứ có nước mắt hứa đến cho mình cái giao điện sớm đép vẫn được. Mà về sau thì đó vẫn là đồ co của tuyết tuyệt phết, không phải một ý tưởng quá tồi. Sự lựa chọn ra được khởi đầu đang là một bộ khúc bao gồm có những vị tướng thuộc siêu thú. Siêu thú ở trong meta hiện tại thực sự là bài khỏe và là một bài có thể spam. Hai nước mắt cũng là sự lựa chọn không phải là quá tồi dành chất tướng kiểu như Vayne trong bộ siêu thú chẳng hạn. Thì nhưng mà cái trang bị hiện tại nếu như thực sự hướng tới một Sojin, một giai điện static rồi thêm chẳng hạn như là crit phép nữa thì đó cũng sẽ là trang bị để có thể chơi được bài Jinx Ekoron theo hướng siêu thú để đảm bảo win streak. Manfi cũng là một con bài không tồi để có thể kích được hệ linh vật và đem về một giai đoạn đầu tiên phòng ngự tương đối mạnh. Nhưng quả thực đây đang là bài lỡ cỡ và Rewind cũng đang phải chia cái bộ khung bài của mình ra. Một bên là biệt đội vô cực, một phần trong sân thì đang là siêu thú, còn cánh với bên ngoài để đâm theo hướng ngoại đạo. Trang bị ra ở đoạn khởi đầu của Rewind thú thực không phải là quá đẹp. Wow, có làm một chút đâu nhỉ? Khế ước quỷ dữ. Khế ước thì hơi căng. Ui, lựa chọn luôn khế ước quỷ dữ và lên cho mình cấp độ 6 để xem là Rewind anh ta muốn đánh gì trong ván thi đấu này. Ta vừa mới chỉ mồi thôi nhưng Rewind đớp luôn. Wow, khế ước quỷ dữ, một lõi phải gọi là một con dao hai lưỡi. Nhưng con dao hai lưỡi bất lợi hay có lợi nghiêng về phía bạn thì đó là câu chuyện chúng ta cần phải kiểm chứng. Bởi vì khế ước quỷ dữ đem lại cho chúng ta một lượng kinh nghiệm dồi dào, cơ hội để có những con tường 4 tiền sớm. Nhưng nó luôn luôn tiềm ẩn ở phía bên trong đó những nguy cơ gặp một vài những bài mạnh chẳng hạn, như một vài bài sử dụng những cái lõi khóa sinh nhật chẳng hạn. Đúng. Và bỗng dưng có một con tướng 2 tiền mạnh 2 sao ở cấp độ 6 thì đó có thể sẽ là thời điểm mà những bài khiếu quỷ dữ cần phải cẩn trọng. Đó là lý do tại sao mà bây giờ thì những người chơi khiếu quỷ dữ cũng chỉ hướng tới cấp độ 6. Có một góc nhìn khác nhá. Đấy là Rewind anh ta đang không ghép được đồ. Đồ như thế này của anh ta nếu như đánh form này đang là không ghép được, và việc mà lựa chọn cho mình một cái khiếu quỷ dữ em đang không nghĩ là một ý tưởng quá hay. Bởi vì không có đồ đép thì nếu như gặp một nhà nào vào form bắt đầu từ tầm 2.3 đẹp là có thể đấm được một tơn. Là thời điểm đấy là thời điểm mà Rewind rất khó để có thể hướng lên cho mình cấp độ 7. Thì béo vét mà với đó là Jinx 2, chắc chắn là phải có Jinx 2 rồi. Nhưng béo vét cầm gì? Chắc là cởi chua thế nhở? Béo vét cởi chua. Béo vét thì cầm thẳng hai nước mắt cũng là sự lựa chọn không tồi chút xíu nào cả. Nó vẫn là một món trang bị phục vụ cho dần về sau, và quan trọng nhất là việc up được cấp độ 6 hoặc 5 sớm để chúng ta hướng tới một con tướng 4 tiền. Thì ngay lập tức ra một con tướng 4 tiền, và thậm chí đó còn là một con tướng 4 tiền carry nữa. Thì đó là câu chuyện tuyệt vời nhất với những cái lõi khế ước quỷ dữ mà chúng ta luôn luôn cố gắng để hướng tới. Nhưng việc không đủ kinh tế để bắt hai con Jinx cũng là một sự lựa chọn tương đối tệ. Bởi vì bản thân chúng ta biết rằng Jinx cũng là một vị tướng đẹp ở doanh early game cực kỳ mạnh. Muốn sát thương đầu ra lớn, sát thương diện rộng, hiệu ứng khống chế diện rộng là những thứ Jinx đem lại. Và quyết định là bán hai con tướng bên ngoài, bắt thêm hai con Jinx. Và nếu như trong round tiếp theo hướng tới một con Jinx 2 nữa. Wow, Rewind vừa gật đầu vừa ăn cấp. Ây à, liều 5 tiền không? Đây là liều 5 tiền không? Nào, không. Ui, Jinx 2 thật kìa. Hai con Jinx 2 bắt vào đép thì thời điểm này vẫn là vô địch. Nhưng để xem, thực ra thì thời điểm này có lẽ là cái việc mà Rewind bị thua nó sẽ là tương đối hạn chế. Có lẽ đâu đấy phải tầm 3 chấm, tầm 3.5 đi. Thì may ra mới có thể có một nhà hạ được Ryu. Và anh ta quyết định đánh liều ở trong ván thi đấu này. Việc mà áp luôn cho mình cấp độ 7 ở 2.3, một máu còn lại. Thực ra thì người yêu kỷ cũng sẽ hồi lại cho anh ta một ít máu. Nhưng để xem là anh ta sẽ có thể tìm kiếm sớm cho mình có tướng 5 tiền hoặc là 4 tiền không. Điểm hay của khế quỷ dữ là các bạn áp cấp được từ rất sớm. Các bạn có thể có được chuỗi win streak nhưng lúc nào các bạn cũng đi chợ đầu tiên cả. Điều đấy sẽ khiến cho cái khả năng nắm đầu đến từ Rewind là cực kỳ đơn giản. Rewind trong ván thi đấu này to hoàn toàn có thể hướng tới một cái đai máu, có được cái giáp lửa ở đoạn đầu tiên, bổ sung thêm cho mình một con tanh 2 sao, và sau đó sẽ là một chuỗi win streak dài, cực kỳ dài đến từ Rewind để giúp cho anh ta có thể hồi phục lại lượng máu với chính cái nội tại của khế ước quỷ dữ. Bước vào ra đi chợ đầu tiên,
Một round đi chợ có một đồ kèm thêm trứng. Có xẻng. Có xẻng. Dylan đang là người cần cái xẻng này. Nhưng mà xẻng tầm này không ngon. Không, Dylan cần xẻng. Dylan có cho mình cái túi đồ ớt. Và anh ta là người cần xẻng trong ván thi đấu này. Còn Rewan thì đúng rồi, anh ta sẽ hướng đến cho mình đấy là một cái giáp lửa thôi. Thêm hiệu ứng đốt và thêm khả năng chống chịu ở dàn trên. Hướng đến cho mình một cái restrict dài. Và có lẽ chúng ta nên nghiêng nghiêng qua nhà của Dylan một cái nhỉ. Bởi vì Dylan đây, anh ta có cho mình cái túi đồ ớt nhưng không lấy được xẻng. Thế nên sẽ không có được cho mình một cái... Ấn xong đấu chắc. Anh ta vừa lấy gì à? Anh ta lấy... Cái khung đồ không phải là quá đẹp đúng không? Khung đồ này có thể ghép được Solari để đẹp giai đoạn khởi đầu nhưng chưa có một tướng 2 sao nào cả. Và quyết định đến từ bài của Dylan vẫn sẽ là gom bài lại, lắp một cái Solari. Và vị tướng hiện tại gọi là khả dĩ nhất để cầm Solari này là Kale. Thì quyết định của anh ta là lắp luôn cho con Kale 2 sao Kale. Để đảm bảo cái lượng máu không bị mất đi. Với xẻng ở giai đoạn khởi đầu và vừa rồi đi chợ không lấy thêm xẻng. Không lấy thì... được, anh ta lấy thứ 3, hơi đáng tiếc. Nếu như có giáp thiên nhiên ở thời điểm này thì có lẽ anh ta có thể đắn bài theo một cái form khác được. Với túi đồ ớt ở giai đoạn bắt đầu. Nhưng bây giờ thì để xem là với Solari được phép thì Dylan muốn đánh như thế nào. Với... Thực ra thì khi mà đã lựa chọn Solari có lẽ chỉ là chốt bài xong đấu rồi đúng không? Chứ cũng không có nhiều lựa chọn để có thể xoay. Sự lựa chọn chốt bài xong đấu sớm cũng sẽ là một sự lựa chọn... Cá nhân mình nghĩ là nó tương đối an toàn. Xong đấu thì rất là khó để sai. Và kiểu lắp đồ xong đấu ban đầu với những cái Solari cũng sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được cái lượng máu một cách tương đối đáng kể. Tốc độ đánh của xong đấu tăng theo thời gian một cách tương đối nhanh. Và nguồn sát thương để dồn vào đơn mục tiêu thì gần như lúc nào cũng có thể hạ gục được. Nên xong đấu ít khi là một bài thua trắng sàn. Và vẫn giúp cho các bạn đảm bảo được lượng máu để bước tới với những round đấu sau. Khi dần dần có thêm được những con tướng bổ sung trong hệ xong đấu mà vẫn không bị nằm quá sâu ở nửa dưới của bảng xếp hạng. 78 máu là con số máu mà Dylan hiện tại đang có. Lobby của chúng ta hiện tại đang có hai người cháy, đó là em Hiển Cháy và Rewan. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn qua một chút xíu xem em Hiển Cháy đang có gì. Bộ khúc của em Hiển Cháy hiện tại đang có hai vệ binh tinh tú, hai tình nhân, hai vệ quân và một chủ lực là con Draven 2 đứng phía sau lưng. Nguồn sát thương sẽ là rất nhiều đối đầu cùng với bài Rewan, Draven, Lulu 2. Đó đều là những con tướng rất thần lực ở gian đầu tiên. Nhưng phía bên kia còn hai con sinh hài. Hai quá con Belvet. Hai Belvet. Ui, ác chưa kìa. Ở lobby này đã có một vấn đề. Đấy là có một người mạnh đột biến. Và đó là vị trí của Rewan. Nó sẽ khiến cho các nhà khác rất khó để có thể đánh cho mình. Đó là một cái chuỗi thắng được. Và với quà sinh nhật thì đấy cũng là một cái lõi mà tôi nghĩ rằng là em Hiển Cháy có thể hứa đến cho mình một cái top cao. Chính xác, đây chính là thứ chúng ta đề cập tới ngay từ đoạn đầu tiên. Là bài quà sinh nhật có thể sẽ là bài khắc chế được bài khế ước quyền giữ. Với việc là up level song song với đối phương có thể là chậm một chút xíu. Nhưng cái mức độ tăng tiến về mặt đội hình của bài của em Hiển Cháy sẽ là rất cao. Nhưng có một cái điểm đen là gặp ngay ở round 2.6. Ước gì đó là round 3.2. Đó là thời điểm 3.1 cũng là một cái chấp nhận được. Ừ, thì đó sẽ là thời điểm mà em Hiển Cháy vừa lấy thêm được một con tướng 2 tiền 2 sao. Và đó là thời điểm mà em Hiển Cháy hoàn toàn có cơ hội để bật ngược trở lại. Nhưng không, câu chuyện gặp sớm khiến cho bài của Rewan bây giờ trở nên cực kỳ ngon. Bởi vì bây giờ gần như là anh ta đang băng băng đi một mình một đường trong khoảng thời gian khá dài nữa. Để hướng tới khoảng thời gian tiếp theo mà anh ta có nguy cơ phải đụng độ với những nhà mạnh. Trang bị hiện tại đến từ vị trí của em Hiển Cháy hoàn toàn thích hợp với một bài phép khá mạnh. Thậm chí là đâm theo hướng vệ binh tinh tú nó cũng là câu chuyện không tồn chút xíu nào cả. Đó là lý do tại sao vừa rồi em Hiển Cháy quyết định bán đi cặp Vayne và thay vào đó là đang bắt thêm những con tướng thuộc hệ vệ binh tinh tú, cũng như là có thêm một con Fiora. Fiora trong bộ khung này cũng cực kỳ đẹp, bởi vì Fiora có thể kích được nghiêu binh và kích được thêm song đấu nếu như bạn muốn chơi chủ lực là Tuyết Phép. Thực ra thì có lẽ rằng là em Hiển Cháy cũng đã có tính toán khi mà anh ta up 2.5 là up 6 để kiếm được một con hai sao nữa, nhưng cái lực bởi vì cái lượng trang bị không có, thế nên là anh ta vẫn để thua Rewan. Và với việc để thua mất trích như thế này, có lẽ rằng việc lên cấp 7 của em Hiển Cháy nó sẽ đâu đấy nằm ở round 3.5 nếu như anh ta muốn. Và hai round trước phải thắng cơ, còn không thì chắc là phải qua đầu 4 thì anh ta mới áp được cho mình cấp độ tiếp theo. Dẫu sao thì ngoài Rewan ra thì có lẽ là Hiển Cháy cũng không cần phải ngại bất cứ một bài nào trong lobby này cả. Victorious là người tiếp theo đang cháy ở trên bản đồ. Ba lõi rất trung dung và với phước lành vũ trụ thì có lẽ là sẽ giúp cho bài của em Hiển Cháy có được nhiều hơn.
cái hướng mở bài thay vì việc là sử dụng những lõi như đấu sư và cần phải fork bài một cách tương đối cụ thể. Có thêm một sen, có thêm một A-shock bổ sung thêm cho dàn tanh, nhưng tạm thời không, quyết định là sẽ thay và thay con A-shock vào trước, thậm chí là có luôn cả Ramus và bỏ hai vệ quân ra. Đây sẽ là sự lựa chọn không tồn chút xíu nào cả, bởi vì A-shock là mẫu tướng 4 tiền và đặc biệt 4 tiền hiểm họa thì cái khả năng đó là sẽ gọi là tận dụng được cái sự hiệu quả của con A-shock là tương đối cao. Có tướng đánh thuê để có thể cầm đạm cái bốc đồ này đép ở trong những round đầu. Dù sao thì đây cũng đang là một cái ván đấu mà với hai lõi đầu như thế này chúng ta vẫn có thể hứa đến một cái lõi tướng 4-5 tiền ở lõi thứ ba. Thì đây có thể là một bài vẫn xoay phép được dành cho bên phía của em Huyền Trái. Anh ta vẫn đang có vẻ là suy nghĩ đến vấn đề mình sẽ xoay phép như thế nào. Và nếu như đi chợ bây giờ nhặt được cho mình thêm một cái gậy phép nữa thì có thể là sẽ lên luôn một bài phép. Nhưng phía bên kia Victorious hay là Midfit đấy? Victorious tiếp tục là lối chơi trung thành 3 sao. Rồi, chúng ta cùng ngó qua chút xíu bài Victorious xem anh ta đang có những gì. Một bộ khúc ngoại đạo với vé trúng thưởng và Enforon với Lucian 3, 6 con cơ mìu và phía bên ngoài là Silas cũng sắp sửa. Ôi, ơi, anh ta chỉ bắn một con, bỏ một con. Silas, nhưng... đây, may quá. Anh ta có lại con Silas, một chút điểm nhấn. Một chút điểm nhấn tới từ Victorious. Có lẽ là anh chàng này cũng có cái máu anh ta cho mọi trong người đó. Mình là người có vận may, mình là người được chọn. Bỏ qua con đầu tiên nhưng vẫn sẽ có thứ hai ở trong cái khoảng trò tiền của mình để có thể giúp cho anh ta tiếp tục bổ sung thêm con tướng một tiền 3 sao vào trong bài đấu này. Nhưng lượng trang bị đang không phải quá nhiều nha. Lượng trang bị của Victorious bây giờ mới chỉ có một cái bùa xanh được ghép thôi. Còn con Lucian này vẫn đang phải cập tạo cho mình. Đấy là một cái vệ phép nhưng nó vẫn đang thực sự là lượng sức mạnh vượt trội với một con Lucian 3 thời điểm này mới chỉ là 3 chấm, đầu 3.3. Ở Rally chợ này thì có lẽ là hơi khó để cho Victorious có thể chọn đồ khi anh ta đang là người đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng có một điểm cũng khá là hay, đấy là đồ công hay đồ thủ anh ta đều đang thiếu. Và cái việc lựa chọn đồ thủ nó cũng sẽ tương đối flexible. Cho dù đó có là đai máu, cho dù đó có là kháng phép hay giáp, mọi thứ đều ổn. Găng thì không thể nào tuyệt vời hơn để có thể làm một cái crit phép. Và chắc bị còn thừa lại thậm chí là gậy là găng, thì cái gì Victorious cũng có thể lấy được cả. Thậm chí là anh ta muốn chắc cốp, anh ta muốn hoàn thiện đồ luôn với một con gangplank 1 tiền để anh ta lấy về một cái crit phép. Đồ cuối dành cho Lucian nó có thể là mũ, có thể là crit phép, có thể là diệt khổng lồ. À, có thể là kiếm súng, có thể là diệt khổng lồ. Rất là nhiều những món trang bị flexible. Và hiện tại thì anh ta quyết định là hoàn thiện luôn cái crit phép dành cho món trang bị thứ hai. Chúng ta cùng xem qua một chút xíu về lõi công nghệ thứ hai được lấy bởi tất cả các tuyển thủ ở trên sàn. Phía bên kia Jinx 3 đến từ bài của Rewan. Một bài khí ức quỷ dữ có... Ui, Bravet 2, Jinx 3, Sen 2, Alista 2, có Echo ở level 7. Ông này có thực sự là khế quỷ dữ không vậy? Hay là ông này đã... quỷ thật, bài đang thực sự quỷ đến từ Rewan. Nhưng cái câu chuyện là anh ta sẽ giữ được cái trích mình đủ để có thể lên tiếp được cấp độ hay không, đấy vẫn đang là một cái câu chuyện. Không có cái nhỏ như có võ để có thể giúp cho anh ta regen được thêm nhiều máu hơn để nâng cấp. Và có lẽ sẽ phải chờ đụng độ với những cái bài như kiểu là Victorious thời điểm này để xem là liệu rằng Rewan hay là Victorious mới là người mạnh hơn. Nhưng có lẽ ở trong 3 chấm thì có lẽ hai người cũng sẽ chưa gặp nhau thêm một lần nào nữa đâu. Chúng ta phải chờ qua đầu 4 chấm tiếp tục có thêm với những con Rick Grind. Chắc là muốn roll note để có luôn Rick Grind 3 ở đây hay chăng? Những sự lựa chọn upgrade đang là tương đối thoải mái và quyết định là mua thêm kêu, nhưng đây là kêu để ép tướng mà thôi. Một con kêu để bớt ép tỷ lệ, bớt tướng và tăng tỷ lệ giảm Rick Grind. Tiếp tục có thêm Rick Grind, tổng cộng hiện tại đã là 8 con. Một con nữa không? Vẫn đang mua tương đối nhiều tiền. Và Blitzcrank 3 được upgrade ngay trong tôn 3.6. Tốc độ hoàn thiện bài là cực kỳ nhanh. Và phía bên ngoài tướng giác cũng rất nhiều để anh ta vẫn có thể bổ sung được cho mình là 30 tiền đối đầu với Midfit. Phía bên kia lại đang là một bài đạo trích kết hợp một chút xíu tình nhân. Trang bị đang được cầm trên người của Samira là khá đẹp, với truy phản kích và thêm thanh kiếm BF nữa. Vô cực là thứ anh ta hoàn toàn có thể hoàn thiện. Nhưng với việc là anh ta đang quyết định là lấy cái lõi tình nhân thì tôi nghĩ rằng nếu như đây là một bài phát triển theo hướng Samira thì không phải là bài hay, mà có lẽ một lát nữa thôi Memphis sẽ quay sang với bộ khung bài tình nhân kết hợp cùng với cả những con Ngưu Binh. Ngưu Binh với ma pháp sư, anh em nghĩ là như vậy.
Nhưng có một cái câu chuyện đấy là Bitfit nếu như đánh đạo trích ở thời điểm này là liều. Bởi vì một nhà reroll 3 sao, một nhà thì kế của kỳ dữ. Và đó đang là một câu chuyện và khiến cho Bitfit bây giờ mặc dù có nổ hũ, nhưng liệu lực của cái bài mà Bitfit sở hữu thời điểm này có đủ để có thể sống sót không? Lượng máu Bitfit không còn nhiều. Và Pinky cũng vậy, từ nãy giờ chúng ta không để ý những Pinky và Bitfit đều đang có. Chỉ còn lại cho mình thì đúng hơn là 21 máu, một ngưỡng máu là đáng báo động rồi nha. Ui đồ đẹp quá. Đồ rất đẹp, tiền rất nhiều. Talos tặng 8 ở round 4.1 để xem Virgo 2 là thứ cần xuất hiện. Bởi vì đây đang là một con Virgo được búp đồ, thậm chí có thêm cả cái vũ điệu tử thần. Alistar 2 đã có, Vi cũng đã là 2 sao. Aurelion Son vào để lấy vết tương sâu nhưng bán Vi đi. Thì đây đang là bộ khung gồm 2 Aurelion Son và không phải là quá mắc mình. Thay Echo vào để có thêm chút xíu hộp như vậy công. Là đánh theo khung tình nhân, 4 tình nhân, 4 Newwing, 2 truy phản kích. Wow. Đồ vẫn còn rất nhiều để cho Midfit có thể lựa chọn lắp và anh ta tối ưu thêm. Đấy là một cái diệt khổng lồ, thêm cả bốc đồ dành cho vị trí của Echo. Vẫn đang còn thừa đồ và thêm đó là một cái giáp máu gồm bốc nữa dành cho Lee Sin. Wow, những đợt upgrade đồ cực kỳ nhiều. Nhưng phải nói rằng là chưa roll để bổ sung thêm bài. Dẫu sao thì lấy đồ đè người và lấy chest đè người cũng đang là thứ mà Midfit làm được. Midfit là một người chơi tỏ ra là luôn luôn bình tĩnh sau những cú nổ hũ. Bởi vì không chỉ là trong những cái giải đấu như thế này, thậm chí là xem xuyên suốt cái khuôn khổ giải đấu vòng loại của Đông Nam Á, thì Midfit cũng thường xuyên là người tích lại là cái lượng tiền sau khi có những tình huống nổ hũ để roll vào những thời điểm mà anh ta cảm thấy thích hợp. Một tình huống check bài xung quanh và nhận ra rằng là đối phương đang sử dụng tương đối ít những cái loại 5 tiền, tạm thời chúng ta chưa thấy những cái loại 5 tiền được lựa chọn. Janna có, Edril có, Urgot có. Và quyết định khi lobby có quá nhiều đam phép, tôi sẽ lấy Leona vào, vừa giảm sát thương và vừa gia tăng thêm lượng kháng phép dành cho đội hình. Một bộ khung đội hình sẽ bao gồm tương đối nhiều hộ công, nhưng sát thương nó cần phải được cụ thể hóa. Sát thương hiện tại đến từ một con Virgo 1 sẽ là tương đối hạn chế. Thậm chí là bỏ Lee Sin sẽ mất đi một tình nhân. Và bài này thì phải lên 9 máy ra Midfit mới có thể để 4 tình nhân được. Còn thời điểm hiện tại nếu như đã thêm Leona để tăng thêm số hộ công lên 3 thì anh ta chắc chắn sẽ không thể đủ bộ form 4 tình nhân. Và quyết định vẫn là giữ lại cho mình đấy là 3 hộ công thôi. Anh ta đã có một cái lượng sát thương tương đối lớn từ phía sàn sau. Với một con Aurelion Son 2 cộng cho mình ấn tình nhân cộng với cả đó là cái truy phản kích và thêm cả một cái diệt khổng lồ nữa. Chúng ta cũng phó cơ vào đến thì con Velvet và sẽ phải đọc xuống sau nhịp đánh này. Chết rất nhanh và có thể cả lượng máu của Rion sẽ giảm trong ván thiếu này hay không đây. Phía trên vẫn ra tách được đó Viego và thậm chí anh ta vẫn thắng trong ván đấu này, không vẫn đang cố gắng hút máu có thêm cả cái Mavu nữa. Không, đây là cái gì nhỉ? Vũ điệu tử thần. Vũ điệu tử thần nhưng vẫn không đủ khả năng chống chịu. Trang bị vũ điệu tử thần khiến cho nguồn sát thương nhận vào từ Viego nó được chia ra thành sát thương theo thời gian và Viego có đủ khả năng để đương cự lại. Và đó là một tình huống cut streak. Rion đã cháy từ đầu ván thi đấu đến bây giờ và chính thức anh ta đã bị ngắt lại với kế quỷ dữ. Điều đấy sẽ khiến cho anh ta hạn chế bớt đi lượng máu và khó để có thể lên được cấp độ 8, bổ sung thêm những con tướng chất lượng dành cho bản thân mình. Tiếp tục lại là một tình huống xoay bài nhẹ nhàng nữa với việc là chuyển bốc đồ sang cho Annie. Xuất hiện một vô cực và kèm theo đó là một dịch khổng lồ. Trang bị được chia lại dành cho Jin ở tuyến sau để có thêm sát thương từ tầm xa. Đây có thể sẽ là một tình huống chia đồ khá hợp lý trong một bộ khung đội hình đang tương đối nhiều sát thương phép đến bên phía của Midfit và anh ta cần thêm chút xíu sát thương vật lý. Một tình huống đấm nguyên sàn, sát thương cực kỳ nhiều đến từ bài của Midfit và anh ta vẫn đang tiết kiệm tiền sau khi nổ hũ. Đúng, anh ta vừa bổ sung thêm ngoại đạo thôi và có lẽ sau ra đi chợ này ta sẽ bắt đầu nhặt thêm những cái lượng đồ để rời hin với hai kiếm đang có ở nhà và để xem anh ta sẽ lấy gì cho mình đây. Vừa đến găng, con Pai cầm găng và cung tương đối đẹp. Hai diệt, hai găng thì là đẹp nhất. Găng cung lấy diệt với cả lấy cung xanh. Khá con đẹp. Con Pai chăng? Vẫn đang suy nghĩ. Hơi tham Virgo. Muốn lấy Virgo 2 hơn. Đúng vậy. Ưu tiên trong ván thi đấu này của Midfit đúng là nên lên được Virgo 2. Bởi vì Virgo đang là con cầm đồ co, con cầm đồ chủ lực. Và thậm chí với cái tộc hệ là 4 new binh thì Virgo sẽ đem lại khả năng carry tương đối cao, quyền năng khổng lồ, nỏ xét và kết hợp cùng với vũ điệu tử thần là những món trang bị chính. Nhưng bây giờ là thời điểm cần phải roll để form được bài. Virgo 2 đã có, thậm chí Echo dư bỏ thêm ở phía bên ngoài đôi Samira để có thể hướng tới Samira 2, nhưng trong bài đấu này là không cần thiết một xíu nào cả. Lee Sin bắt trước để chuẩn bị cho những tình huống xoay bài, thậm chí có Lee Sin 2 hay luôn.
và bỏ một yêu binh đi để bù vào bốn tình nhân khi nhận ra rằng bài mình khá trâu và hiện tại cần thêm nguồn sát thương được bổ sung với bốn tình nhân. Lee Sin Random đồ tương đối đẹp, anh chàng này hình như là cũng có một cái lõi Donny đóng giày ẩn với một cái nắm đấm công lý và thêm một cái áo choàng lửa để giảm bớt đi lượng hồi phục của đối thủ trong bộ khung bài đang tương đối thiếu khả năng giảm hồi phục, nó chỉ đến từ Ason mà thôi. Sát thương từ tuyến sau của Jin với một cái diệt nó cũng sẽ được bổ sung thêm tương đối đáng kể. Còn tuyến trước thì Viego lựa chọn mục tiêu để dùng cú chiêu cuối tuyệt mệnh của mình một cách tương đối đẹp. Cú dập thứ ba tấn công và Andy sát thương sẽ là không đủ, tiếp tục tấn công cho đối phương có yêu binh, nhưng dàn sau quá ổn định đến từ bài của Winfield giúp cho anh ta tiếp tục giành chiến thắng nữa trước bài của Dylan. Cháy với chuỗi win streak 4 dành cho Midfield. Pinky cũng đang cháy, Victorious chỉ còn lại 50 máu ở top đầu bảng xếp hạng với bài Echoron Lucian. Còn Rewind thì sau turn thua trước bài của Midfield hình như anh ta thua thêm một round nữa. Đúng vậy, và anh ta vẫn đang có lẽ sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội có cho mình top 4 mà thôi. Chúng ta hãy nhìn qua bài của tài tử Hồng Kông đi. Thời điểm này máu của tài tử Hồng Kông không nhiều, 6 admin với một con Warwick mới chỉ 2 đồ. Quyền năng và huyết kiếm liệu rằng có đủ để giúp cho anh ta ít nhất sống thêm một round đấu này nữa hay không? Đây, hay đây sẽ là round chung kết của anh chàng này. Chúng ta hãy cùng xem. Xếp đẹp. Một tình huống xếp đẹp. Bo được không? Che được con Midfor trước sức tấn công của Thiên Quốc. Và bây giờ thì đã chờ đợi cú sấy thì Midfor mà thôi. Góc này sẽ là một góc sấy tương đối đẹp, nhưng vẫn bỏ qua được tương đối nhiều sát thương đến tận Warwick. Anh ta vẫn đang có được một Warwick tìm ra được tuyến sau của đối phương. Liệu được anh ta rời và đó sẽ là được rồi. Một tình huống dây thành công và có thể sẽ là tiền luôn. Hatsu 1-2 về với top 8. Chúng ta xếp bài mà mặc dù Hatsu đã cố gắng counter rồi nhưng không được khi khả năng chống chịu với cái quyền năng nó là tốt hơn và thêm cả một cái huyết kiếm để giúp cho con Warwick này có thêm một chút phục hồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà Uzi vừa đề cập, bởi vì đó gần như là một tình huống giao tranh mắc binh đến từ bài của Hanedu. Khi Shen cũng đã búp cho Urgot để Urgot có thể sống lâu hơn, tích đủ mana, sử dụng một lần sóng thần và câu kéo thêm thời gian cho Midfortune bắn từ phía sau lưng. Nhưng cuối cùng thì Warwick với hai món tôi sát thương cũng là vừa đủ để có thể hạ gục đối thủ. Đây sẽ là một round đấu cần bổ sung thêm đồ dành cho Warwick đến từ bài của tài tử Hồng Kông nếu người ta mong muốn có thể đi được xa hơn. Một bài đấu với nhiều nguồn sát thương, cuồng đao Guiso cũng sẽ là sự lựa chọn không tệ nếu như có thể bổ sung thêm cho TF để làm sát thương tầm xa. Nhưng trang bị ra đang tương đối lớn ở cung không? Một cái cung từ Pictor không? Không có cung vô cực. Crit phép cho Tinted Fate à? Nếu như là Crit phép thì sẽ không phải là món trang bị đẹp nhất. Ở trong trường hợp hiện tại có lẽ sẽ là một vô cực này, một quyền trượng đại thiên sứ cho TF và đồng thời là một cái lốc để coi như là tối ưu hóa được về lượng trang bị. Và quyết định sẽ là vô không kiếm súng luôn. Kiếm súng kết hợp cùng vị trí phản kích rất đẹp dành cho Velvet. Đây cũng là một sự lựa chọn không tồi. Thế nhưng mà anh ta sẽ có thử cốc. Anh ta sẽ phải game đốt cốc và chờ đợi thêm những món đồ. Thực ra thì đây là một bài đấu mà khả năng carry đến từ khá nhiều nguồn sát thương của tài tử Hồng Kông. Nhưng phía bên kia thì sao? Đâu có tình huống mà vô được con Twisted Fate của em hiểu cháy rồi. Nhiều khả năng là tài tử Hồng Kông sẽ có thể dậy thêm được ít nhất là một round này nữa. Đó là con TF của Dylan. Vị tướng đầu tiên bị bổ chết và tiếp theo là Fiora. Sát thương đến từ Wick. Ồ, thành công được phen. Và vẫn còn nguyên Velvet như thế này thì đó sẽ là round thắng dành cho tài tử Hồng Kông. Không cần suy nghĩ, đây là một bài đấu có đến 3 nguồn sát thương nhưng khả năng chống chịu và công kéo thời gian vẫn là có đến từ tài tử Hồng Kông. Hơi khó hiểu một chút xíu là lý do tại sao cả thấp máu như thế này, bởi tôi thấy đây đang là bộ khung khá đẹp. Anh ta thiếu một chút xíu nữa để upgrade được thành con Sen 2 và gia tăng thêm khả năng chống chịu ở tuyến trên, nhưng anh ta cảm nhận rằng bài mình đủ cứng à. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này nếu như đây là tôi thì tôi sẽ không lì lợm để có thể tích tiền và lên được cấp độ 9, mà tôi sẽ xào từng đồng còn sót lại. Nhưng mà cái khung này cũng là khung mà cáp rồi, tức là anh ta cũng không thể nâng cấp được gì nữa. Tuy tiền phép đa 2, Bfet cũng đa 2. Thế nên là cái hướng đánh của tài tử Hồng Kông thời điểm này anh ta chỉ có thể lựa chọn lên cấp. Và đó sẽ là một lựa chọn tương đối mạo hiểm. Anh ta sẽ cần đâu đấy là 6 round nữa, hoặc là 5 round nữa thì may ra mới lên được cấp. Ui, 2 Bfet, Jinx 2. Một bài flexible đến từ Rewind với cái lõi khế quỷ dữ và Wick đã bổ thành công được tank của đối phương chứ không phải là Velvet. Hai con Velvet vẫn sống nguyên năng lòng ở phía sau lưng. Sát thương đến từ Velvet admin trong tay của tài tử Hồng Kông dường như sẽ là không đủ để cân 3, cân 4 và chấm dứt trong ván thi đấu này dành cho tài tử Hồng Kông. Tài tử Hồng Kông người ta nằm xuống cũng đồng nghĩa việc là Rewind có thể tìm kiếm cho mình con Velvet 3. Anh ta đã có hai con Velvet 2 rồi. Còn đây là bài đấu của Midfield vừa nâng cấp thành công cho mình đó con sở hit 2. Gian trước thì đang bắt đầu tương đối cứng cáp, anh ta có khá nhiều giáp máu vua mốc trong ván thi đấu này với 3 con giáp máu vua mốc á. Thật á, 6 đai máu. Bài này mà có một chút xíu linh vật. Bài này tiến lên thì thắng, 3 đôi thông.
Bài này có chút xíu linh vật thì sẽ làm kịch bản khá là đẹp để cho những giáp máu được phát huy hiệu quả của mình một cách tối đa. Những sát thương đang là rất đồng đều nhưng đối đầu với Rewan rất khỏe thì để xem là Mifid có đương cự lại hay không. Những nguồn sát thương chủ chốt đến bên phía bài của Rewan đều là sát thương vật lý và điều đấy sẽ khiến cho các bộ trang bị đang được cầm trên người của con Viego được phát huy đến mức tối đa. Alistar cầu được rất nhiều thời gian với Rubin. Jin phía sau lưng sử dụng nét vẽ và hạ gục thành công của Trịnh. Quay sang tấn công, hạ gục thêm một bèo vết. Và Viego thậm chí không mất máu trong round thi đấu này. Đam đều tay, bài của Riwan chỉ có đam tay mà thôi. Và mặc dù anh ta có đến hai con bèo vết, 6 món trang bị đủ, nhưng nó không thể nào xuyên thủng được cái lượng máu của Viego trong pha thi đấu vừa rồi. Và để xem là round đi chợ này thì sẽ như thế nào. Em hiện cháy vừa phải dừng chơi vị trí top 6 rồi. Top 6 chúng ta đã có Pinky chỉ còn lại 5 máu, Riwan còn 7 và 8 là của Dylan. Vẫn đang cố gắng dễ dụa từng round một, nhưng Dylan đang là người có lợi thế. Anh ta đang sở hữu cho mình đấy là một cái lõi... Từ đâu rồi? Cho ai nhìn bài Dylan. Thập tử nhất sinh, Dylan thập tử nhất sinh. Anh ta sẽ là người có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh vào top 4 ở trong ván thi đấu này. Đúng vậy, thậm chí là không chỉ là top 4 mà còn là top 1 nữa. Hiện tại thì anh ta đang ở top 5 và cơ hội để anh ta có top 4 đã ngay gần kề. Và điều mà anh ta mong muốn với thập tử nhất sinh là làm như thế nào để có thể cạnh tranh ở top 1 trong ván thi đấu này. Chúng ta đang nhìn thấy bài của Pinky cũng đang là một bài khá mắc binh với một con Urgot kích được song đấu và bộ khung bao gồm 4 vệ binh tố, 4 ma pháp sư kết hợp cùng với 2 song đấu. Sát thương chính đang nằm trong người của Neko chung với Urgot và Echo tuyến trước cầm đồ rất khỏe. Với một mùa đầu vĩnh cửu, Zapka thêm một cái máy chiếu nữa chiếu nguyên sàn đối phương. Hai con Belvet đang chém, nhưng chém vào người bình nó sẽ tốn một khoảng thời gian khá khá. Sát thương của Neko là sát thương theo dạng mưa dập tấm lâu, nhưng nó thấm thật sự. Và Urgot gây ra nguồn sát thương tương đối lớn, trong khi đó thì Echo chống chịu được cực kỳ nhiều. Pinky đem bóng thành công, còn cùng phía bên này Rewan không được. Đúng vậy. Đi rồi. Zana update lên 2. Và đây là một ván thi đấu mà Zana sẽ tăng thêm sức mạnh công kích và sát thương phép thuật. Vì thế nên việc để Zana đứng tuyến sau sẽ là một sự lựa chọn không tồi chút xíu nào cả. Một bài Echo Rune khá mắc binh của Victorious với việc nâng cấp được luôn cả F3 và top 4 của chúng ta. Còn lại là Pinky, Dylan, Victorious cùng với Mifid đang là người cháy nhất trên bản đồ. Nila cũng là Nila 2, một bộ khung tôi đánh giá rằng tương đối pro build đến từ bài của Pinky. Và anh ta đang swap vị trí liên tục, máy chiếu thậm chí cũng đảo qua bên phải, chiếu thành công với Fortune. Trong khi đó thì Lucian cùng Camille sẽ đánh chung cánh và sát thương đến từ Kai'Sa-ba. Mặc dù chỉ cầm cung, nó cũng là không ít chút xíu nào cả. Cơn sóng thần của Urgot sẽ là cơn sóng thần vô cùng giá trị. Nó tung được tầm khoảng 6-7 chết bài đối phương, rơi ra hai dương. Cả hai dương đều là tiền. Clear tuyến trước quá nhanh, nhưng sát thương vẫn còn rất nhiều đến bài Pinky. Và một giây đến từ Lucian, hạ gục thành công được Neko và không còn Pinky trong ván thi đấu này nữa. Pinky anh ta chỉ có được cho mình đấy là một dàn tay không quá cứng. Và mặc dù trong tình huống thi đấu vừa rồi, con Urgot của ông cũng đã câu được rất nhiều thời gian dành cho Pinky để tuyến sau có thể giảm thêm sát thương, nhưng chừng đó vẫn là không đủ. Bởi đội hình mà Victorious anh ta có được đấy là một cái đội hình mà có quá nhiều nguồn sát thương lớn ở phía đằng sau. Phát chiếu đấy là chiếu được phải biết Fortune thôi. Trong khi đấy thì con Lucian với 3 món trang bị như thế này vẫn đang thực sự là free shot trong pha thi đấu vừa rồi. Và để xem bây giờ đối đầu với Mifid liệu rằng là Victorious có thể tìm được mình một chiến thắng hay không. Nếu như thắng được Mifid thì tôi nghĩ rằng cái khả năng mà Victorious có cho mình top 1 là tương đối cao. Wow, thực sự là một bài Echo Rune trong mơ dành cho Victorious. Chúng ta hãy cùng đếm lại một chút xíu. Anh ta có 1, 2, 3, 4, 5 con tướng 3 sao. Và mặc dù đây là anh ta còn bỏ qua một con Salad, không biết là trong lúc chúng ta đang không để ý thì liệu rằng anh ta có bỏ qua thêm con tướng nào trong cái chuỗi roll tướng 3 sao của mình hay không. Và quyết định không phải là bổ sung đồ cho một cá nhân mà sẽ là trang bị tập thể với một cốc được bổ sung trên người của Kai'Sa và búp thêm cho Lucian. Thậm chí là đang không xếp thêm vị tướng thứ hai để có thể ăn được cốc mà sẽ là chia và búp hết lại dành cho con Lucian cầm đồ tối ưu. Đối đầu cùng với Mifid, máy chiếu đã sẵn sàng. Nó được lắp dành cho Syndra và một góc chiếu không phải là quá mắc binh, nhưng đó gần như là cơ hội đẹp nhất để có thể chiếu đến từ bài Mifid. Jin với 3 món trang bị gây sát thương tuyến sau kết hợp cùng Aurelion Son với liên tục những lần thả thiên thạch đang đem lại một uy hiếp tương đối lớn. Đó là một bài ngưu binh và có hộ công bổ rất sát tới từ vị trí của Viego và bay màu Victorious. Mifid trong round đấu trước anh ta để thua trước Dylan. Dylan trong round đấu này để thua trước bài của Victorious, nhưng Dylan có thập tử nhất sinh. Và bây giờ thì là câu chuyện rất khó khăn dành cho Mifid để có thể giành được chiến thắng trước bài của Dylan. Một bài đấu với 8 song đấu, 2 ngư binh, 2 ma pháp sư,
và đang chính đang nằm trong tay của TF cùng với Vayne. Trang bị thực sự nhiều đến từ bài của Dylan ở cấp độ 9. Đam của Dylan trong vòng đấu này là cái đam hỗn hợp, anh ta vừa có đam vật lý, anh ta vừa có cả đam phép nữa. Và liệu rằng là ngân này lượng sát thương đến từ bài đấu của Dylan có thể xuyên thủng được con Viego đến từ nhà của Bifid hay không? Đây, một tình huống chiếu trường Vayne và thôi, vì kia tiêu diệt phép vẫn đang ném bài, nhưng ném vào một con bò Alista đang có hai giáp máu nhưng khó diệt. Tốc độ ném vẫn là tương đối nhanh để xem. Dàn trước của Dylan đã bị clear đi khá nhiều rồi. Cú sóng tần cũng chỉ không kéo được thêm một khoảng thời gian là tương đối ngắn, nhưng bắt đầu ném được vào con Zhiyun về bên kia. Đó có thể sẽ là bàn thắng dành cho Dylan hay không? Đây, anh ta thắng trong bàn đấu này và anh ta có cho mình top 1 trong game thi đấu thứ 3.